Hôm nay mùng 5 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019 với quy mô toàn thành phố chính thức diễn ra. Trước đó, Hải Phòng đã kiện toàn các khâu chuẩn bị về nhân lực, vật lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị hỗ trợ để kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả, đúng quy chế. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019 có hơn 20.800 thí sinh dự thi, được tổ chức tại 45 hội đồng thi với tổng số 871 phòng thi. Số chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập năm nay là hơn 17.000. Đây là năm thứ hai Hải Phòng áp dụng hình thức thi tuyển không xét tuyển, trong đó có một bài tổ hợp. Kỳ thi này các thí sinh sẽ trải qua 3 bài thi: toán văn, thời gian làm bài 120 phút theo hình thức tự luận, và bài tổ hợp ngoại ngữ và vật lý thời gian 90 phút theo hình thức trắc nghiệm. Cho tới thời điểm này, tất cả các hội đồng thi trên địa bàn thành phố đã kiện toàn công tác chuẩn bị để tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Lãnh đạo hội đồng thi đều thống nhất là đã đảm bảo về việc an toàn, an ninh và điều kiện cơ sở vật chất cho trường thi đã hoàn toàn đủ điều kiện và sẵn sàng cho kỳ thi. Với cái đội ngũ mà Sở Giáo dục Đào tạo điều động thì đủ về mặt cơ số, cán bộ làm thi và đáp ứng tốt được cái yêu cầu cho kỳ thi. Tại 45 hội đồng, hơn 2.000 cán bộ coi thi được phổ biến quy chế, thống nhất hiệu lệnh, nắm rõ sơ đồ khu vực thi, bảo đảm an toàn và xử lý linh hoạt các tình huống trong thời gian diễn ra kỳ thi. Đặc biệt, công tác phối hợp giữa lực lượng an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và an toàn khu vực thi cũng được tăng cường để nắm rõ từng đặc điểm trường thi và có giải pháp khắc phục những hạn chế về địa hình, giao thông cũng như điều kiện dân sinh. Lưu ý với các em học sinh là các vật dụng được mang vào đã được quy định rất rõ trong quy chế thi. Thì với các em học sinh, khi vào phòng thi chú ý những vật dụng mà các em cần phải quan tâm không được mang vào phòng thi, đó là điện thoại, đó là thiết bị công nghệ thông tin mà có cả chức năng thu phát trực tiếp. Những trường hợp như vậy thì sẽ đình chỉ thi ngay lập tức. Thì mong rằng các em hãy làm bài với tinh thần tự chủ, độc lập, tự tin và quyết tâm để giành kết quả cao nhất. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phối hợp với các địa phương thành lập các đoàn thanh tra trực tiếp kiểm tra tại khu vực trường thi vào thời điểm trước khi kỳ thi diễn ra. Ngày 5 tháng 6, đúng 6 giờ 30 phút, các thí sinh có mặt tham dự khai mạc kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông và dự thi môn ngữ văn trong buổi sáng. Buổi chiều, các em dự thi bài tổ hợp.